hạn chế nguy cơ dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn và lây lan rộng trong cộng đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan đơn vị nhà nước duy trì công việc phục vụ người dân, doanh nghiệp, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại cơ quan đơn vị, tiếp tục quán triệt cán bộ công chức viên chức và người lao động nếu không có việc thật sự cần thiết hoặc lý do công vụ thì không đi ra khỏi địa bàn cư trú, hạn chế di chuyển, không về quê thăm thân, không tụ tập ăn uống, gặp mặt để phòng tránh lây nhiễm COVID-19. Đối với các doanh nghiệp, tập trung nguồn lực đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh để bù đắp sản lượng thiếu hụt trong thời gian tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vận động người lao động tiếp tục lao động sản xuất, không nghỉ lễ, không về quê, không tụ tập ăn uống, gặp mặt, thực hiện nghiêm túc các quy định về sản xuất an toàn phòng chống dịch. Đề nghị toàn thể nhân dân thực hiện phương châm ai ở đâu ở yên đấy. Thời điểm này, các lực lượng của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đang khẩn trương thiết lập khu cách ly đặt tại trường tiểu học Nam Hồng, phường Thọ Sương. Đây là một trong những khu cách ly dự phòng, trong trường hợp được đưa vào sử dụng, sẽ đáp ứng yêu cầu cách ly cho 60 công dân với mỗi người một phòng. Cán bộ, nhân viên trong đơn vị cùng phối hợp với lực lượng dân quân, đoàn thanh niên của các phường xã đã tổ chức thiết lập các khu cách ly. Trong 2 ngày 18-19, lực lượng của Ban Chỉ huy thành phố đã tổ chức đưa vào hoạt động là 11 khu cách ly, đầy đủ các trang thiết bị bảo đảm theo đúng dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo COVID-19 của thành phố. Trước những diễn biến phức tạp của dịch, thành phố Bắc Giang đã nhanh chóng thiết lập 15 khu cách ly tập trung, trong đó đưa vào sử dụng ngay 11 khu cách ly, 4 khu cách ly còn lại đưa vào dự phòng để sử dụng trong trường hợp cần thiết. Trong thời gian rất ngắn, chúng tôi đã thiết lập là 15 trạm cách ly trên địa bàn thành phố. Hiện nay chúng tôi đã kích hoạt là đang sử dụng 11 trạm, còn 3 trạm đang coi là để sẵn sàng chờ đón công dân khi mà vào cách ly. Về cơ sở vật chất, chúng tôi đã tổ chức chấp hành bảo đảm đầy đủ về cơ sở vật chất cho khu vực cách ly. Với sự chủ động cho đến thời điểm này, thành phố Bắc Giang đã đưa toàn bộ hơn 400 trường hợp F1 liên quan đến ổ dịch mới vào các khu cách ly tập trung, đồng thời có sẵn phương án kịch bản để tiếp tục kích hoạt thêm các khu cách ly tập trung mới trong trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Đến ngày 30 tháng 7 năm 2021, toàn tỉnh Bắc Giang đã điều tra đạt trên 92%, trong đó có 8 trên 10 huyện đạt 100%, thành phố Bắc Giang đạt trên 75% và một huyện đạt gần 50%. Đến ngày 10 tháng 8 năm 2021, 10 trên 10 huyện thành phố của tỉnh Bắc Giang đã thực hiện xong bước thu thập thông tin, phiếu điều tra tại địa bàn, đảm bảo thời gian quy định đối với những tỉnh bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Do làm tốt công tác rà soát và cập nhật bảng kê đơn vị điều tra nên tình trạng trùng, bỏ sót gần như không có. Ban Chỉ đạo tỉnh Bắc Giang luôn bám sát các thông báo nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế năm 2021 của Trung ương khối cá thể để hiệu chỉnh. Kết quả đã đảm bảo thời gian và tiến độ hoàn thành thu thập thông tin 100% các đơn vị kinh doanh cá thể, đảm bảo chất lượng thông tin chính xác, độ tin cậy cao, theo đúng nội dung trong phương án điều tra khối cá thể quy định. Tính đến nay, Ban Chỉ đạo tỉnh Bắc Giang đã nghiệm thu 490 điều tra viên với hơn 75.000 hộ kinh doanh cá thể, đảm bảo chính xác số lượng và đúng quy định. Đối với khối đơn vị sự nghiệp đã nghiệm thu đủ 869 đơn vị sự nghiệp và 131 đơn vị hiệp hội của Ban Chỉ đạo các. Một năm trước, tiêu chí thu nhập, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa là một trong những cản trở lớn đối với xã Long Sơn trong xây dựng nông thôn mới. Song, dưới sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng chung sức của người dân, đến tháng 6 năm nay, 2 trên 3 tiêu chí khó đã hoàn thành. Trong đó, tiêu chí thu nhập bình quân đầu người từ 24 triệu đồng, đến nay con số này đã lên 41 triệu đồng. Hiện nay gia đình tôi chăn khoảng 3.000 con tắc kè. Thì từ lúc chăn nuôi tắc kè đến giờ thì cũng thấy cuộc sống ổn định hơn. Thu nhập mà mỗi năm là trên 200 triệu một năm. Từ khi xây dựng lại cái nhà văn hóa và có đường bê tông nông thôn mới thì nói chung là rồi thì có đường điện, đèn sáng, nói chung là đời sống của bà con nông dân rất là phấn khởi, vui mừng. Để về đích xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay, địa phương này cũng đang dồn sức thực hiện tiêu chí cuối cùng là cơ sở vật chất văn hóa. Toàn xã Long Sơn có 5 thôn có nhà văn hóa, trong đó có 2 nhà văn hóa đạt chuẩn, 3 nhà văn hóa đang tiến hành cải tạo nâng cấp. Huyện Sơn Động cũng ưu tiên dành nguồn lực cho địa phương này. Đến thời điểm này đã đạt 18 trên 19 tiêu chí. Chỉ còn một tiêu chí nữa là tiêu chí về thiết chế văn hóa. Thì Ủy ban xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể
tập trung các cái nguồn lực, một là các cái dự án đầu tư của nhà nước, hai nữa là nguồn lực của nhân dân. Đến năm 2020, sau khi sáp nhập các xã thì chưa có cái xã nào đạt cái tiêu chuẩn xã nông thôn mới. Và huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban dân huyện cũng xác định là quyết tâm trong năm 2021 phấn đấu có ít nhất một xã và đã lựa chọn xã Long Sơn. Thế và các cái tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới thì cơ bản cũng đã đạt đủ điều kiện, trừ một cái tiêu chí là các thiết chế văn hóa. Đây cũng là một cái nguyện vọng tha thiết của bà con dân tộc, đồng thời là cũng đòi hỏi một cái nguồn lực đầu tư rất lớn. Thì huyện cũng đã tập trung chỉ đạo rồi dành nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hỗ trợ cho xã để xây dựng các cái thiết chế văn hóa. Với sự hỗ trợ nguồn lực của nhà nước, xã Long Sơn đang nỗ lực vượt khó, cùng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân phấn đấu đưa xã về đích nông thôn mới theo lộ trình đề ra. Nếu đơn vị không bố trí được giáo viên dạy thêm giờ thì thực hiện ký hợp đồng lao động. Riêng giáo viên môn văn hóa tiểu học, các địa phương có thể xem xét ký hợp đồng lao động trong năm học 2021-2022. Đối với giáo viên có trình độ cao đẳng sư phạm theo nghị quyết số 102 ngày 3 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ, lương hợp đồng theo hệ số loại A0 hoặc theo thỏa thuận. Thời gian hợp đồng đảm bảo số giờ giảng dạy theo quy định đối với giáo viên được xem xét tính vào thời gian tập sự nếu trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng giáo viên năm học 2022-2023. Trường hợp giáo viên môn văn hóa tiểu học đã nghỉ hưu có nhu cầu hợp đồng lao động ở những trường còn thiếu giáo viên trong chỉ tiêu tỉnh giao thì thực hiện ký hợp đồng theo thỏa thuận trong năm học theo quy định của pháp luật. Đối với giáo viên mầm non ở trường học chưa đảm bảo tỷ lệ 2 giáo viên trên lớp, các huyện, thành phố thực hiện ký hợp đồng lao động theo nghị quyết số 102. Nguồn kinh phí do huyện, thành phố tự cân đối. Không thực hiện việc thuyên chuyển giáo viên các môn học còn thiếu ở các bậc học ra tỉnh ngoài sau khi đã có kế hoạch tuyển dụng giáo viên hàng năm. Nội dung kiểm tra tập trung chủ yếu về thể hiện thông tin hàng hóa theo quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, kiểm tra việc lưu hồ sơ chứng chỉ chất lượng tại cơ sở kinh doanh, gồm giấy chứng nhận hợp quy, tiêu chuẩn công bố áp dụng do thương nhân sản xuất, pha chế xăng dầu trong nước cung cấp, hóa đơn hoặc bản sao hóa đơn mua hàng, kiểm soát sự phù hợp của hệ thống bể chứa xăng dầu, kiểm tra sự phù hợp của cột đo xăng dầu được sử dụng để xác định lượng xăng dầu trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức cá nhân theo quy định. Sai số kết quả đo lượng xăng dầu cho phép của phương tiện đo được sử dụng để bán xăng dầu. Lấy mẫu phân tích để kiểm tra khi có nghi ngờ về chất lượng. Thời gian kiểm tra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 năm nay. Đề ra mục tiêu phấn đấu đến khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay sẽ có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là Thanh Lâm, Tam Dị, Nghĩa Phương. Tuy nhiên cho đến thời điểm này chưa xã nào đạt được mục tiêu đề ra. Nguyên nhân do còn một số tiêu chí chưa thể hoàn thành, nhất là các tiêu chí liên quan đến công trình, dự án cần nhiều nguồn vốn để thực hiện. Trước cái tình hình nó khó khăn về ngân sách thì chúng tôi cũng đã phải mời các cái nhà thầu xây dựng lên để xác định với nhau là cái nhiệm vụ về đích nông thôn mới là các ông phải hoàn thành cho chúng tôi về các cái công trình cơ sở vật chất. Thế còn cái nợ về ngân sách, về kinh phí thì chúng tôi cũng đã thương thảo với các cái nhà xây dựng để tạo mọi cái điều kiện, các cái đơn vị xây dựng là phấn đấu để về hoàn thiện các công trình bàn giao của tôi. Các xã triển khai xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 đều là những địa phương có xuất phát điểm thấp, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Bởi vậy, nguồn vốn hỗ trợ từ trung ương, từ tỉnh, huyện để triển khai thực hiện chương trình có vai trò rất quan trọng. Đáng nói là mặc dù nguồn ngân sách trung ương chiếm tỷ lệ lớn nhưng đến nay vẫn chưa có để phân bổ cho các xã thực hiện các tiêu chí. Đến thời điểm này thì mới có khoảng 50% số công trình dự kiến triển khai trong năm 2021 được khởi công. Thế và tiến độ để triển khai các công trình vẫn còn chậm. Thứ hai nữa thì cái nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho chương trình thì bây giờ cũng chưa được xác định rõ. Thế do vậy là các địa phương cũng đang có những vấn đề lúng túng nhất định trong cái việc xây dựng kế hoạch và cái cân đối nguồn vốn cho từng các hạng mục công trình. Vì vậy thì cái tiến độ thực hiện cơ bản năm nay là chậm hơn so với kế hoạch dự kiến. Năm nay toàn tỉnh có 14 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 đơn vị cấp huyện đạt huyện chuẩn nông thôn mới. Đến nay toàn tỉnh mới chỉ có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tiến độ thực hiện chương trình chậm do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều dự án công trình không thể khởi công. Hiện mới chỉ có 50% các hạng mục công trình mới liên quan đến các tiêu chí hoàn thành. Trước thực tế này, việc quan tâm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình đang được cơ quan chuyên môn quan tâm thực hiện. Ban chỉ đạo triển khai cái việc kiểm tra đôn đốc các địa phương trong cái việc
hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu của năm 2021 và trực tiếp sẽ bố trí các cán bộ chuyên môn xuống hỗ trợ các cái địa phương, trực tiếp đến các xã để cùng tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Thế và cũng kịp thời đề xuất với ban chỉ đạo tỉnh, lãnh đạo tỉnh khi có cái sự hỗ trợ của ngân sách và cái cơ chế hỗ trợ của trung ương, nhanh nhất có thể hỗ trợ trực tiếp đến các địa phương để các địa phương có cái định hướng triển khai. Cùng với đó, cơ quan chuyên môn cũng đã cử cán bộ bám sát địa phương, nắm tiến độ thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đưa ra những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tiến độ thực hiện chương trình từ nay đến cuối năm.